Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Vào chiều qua, câu lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 4 V-League 2022. Trước khi bắt đầu tập luyện, đội bóng thủ đô đã tổ chức khen thưởng 7 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á ở Campuchia. Trong đó có 3 tuyển thủ được đội bóng đưa lên đội 1 tham dự V-League là Nguyễn Văn Tùng, Vũ Tiến Long và Ngô Đức Hoàng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến lúc này, câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa thi đấu trận nào ở V-League năm nay. Theo những thông tin mới nhất thì hiện tại, hai thủ môn Tấn Trường và Trần Văn Công đều đã âm tính với Covid-19. Vậy nên nhiều khả năng Hà Nội sẽ đủ điều kiện để thi đấu ở vòng 4 gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đội chủ sân hàng đẫy vẫn thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng như Đỗ Hùng Dũng vẫn chưa khỏi Covid-19 hay Quang Hải đang bị đau nhẹ. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.